Hi there, welcome to Learn Vietnamese Through Stories. And today, những cậu học sinh ngu ngốc, let's talk about dumb students. There are two stories only for today, so let's begin with the first one. Túi đạo đức. We have several words like this. Thầy giáo is the male teacher. Cô giáo is female teacher. And if I say thầy cô giáo altogether, it means teachers in general. Học sinh, or học trò, or sinh viên, they are all students. Đạo đức is a virtue, or moral, something good that you are supposed to have. Tiền is money. Suy nghĩ is to think. Well, if you say nghĩ alone, it also means to think. Thiếu is something you don't have, you lack. Lấy is to take. So, thầy, cô giáo, học sinh, học trò, sinh viên, đạo đức, tiền, suy nghĩ, thiếu, lấy. Alright. So, let's start the story. Lấy gì? Thầy giáo hỏi học sinh, nếu có một túi đạo đức và một túi tiền ở đường, thì em lấy túi nào? Trò không suy nghĩ, trả lời, em lấy túi tiền. Thầy nói, nếu như là thầy, thì thầy sẽ lấy túi đạo đức, chứ không lấy túi tiền. Mà vì sao em lại lấy túi tiền? Trò đáp, thì em nghĩ ai thiếu gì thì lấy thứ ấy. Ok, I will tell you the story again. Lấy gì? Thầy giáo hỏi học sinh, nếu có một túi đạo đức và một túi tiền ở đường, thì em lấy túi nào? Trò không suy nghĩ, trả lời, em lấy túi tiền. Thầy nói, nếu như là thầy, thì thầy sẽ lấy túi đạo đức, chứ không lấy túi tiền. Mà vì sao em lại lấy túi tiền? Trò đáp, thì em nghĩ ai thiếu gì thì lấy thứ ấy. Let's move on to the second one. Tự động hóa. So you should know some words like tự động hóa. That means automation. Tự động is automatic, an adjective. Hoàn hảo is to be perfect. Đầu can be a head, right? But in this case, it means one end and another, you know, end. Máy móc is the machine or device. If you say máy alone, it is already a machine. Ngược lại, reversed. Xúc xích is sausages. Bò can be beef or cow or an animal. Depends on the context. So in this case, it is a cow, okay? So the story goes like this. Tự động hóa. Giờ tự động hóa. Thầy giáo nói, khoảng 20 năm nữa sẽ có những máy tự động hoàn hảo. Chỉ cần cho một con bò vào một đầu thì đầu kia sẽ có xúc xích ra. Sinh viên hỏi, thế có cái máy ngược lại, nhét xúc xích vào một đầu, đầu kia ra con bò không ạ? Anh bao nhiêu tuổi? Dạ 19. 20 năm trước, nhà anh đã có một cái máy như vậy đấy. Alright, I will tell you the story again. Tự động hóa. Giờ tự động hóa. Thầy giáo nói, khoảng 20 năm nữa sẽ có những máy tự động hoàn hảo. Chỉ cần cho một con bò vào một đầu thì đầu kia sẽ có xúc xích ra. Sinh viên hỏi, thế có cái máy ngược lại, nhét xúc xích vào một đầu, đầu kia ra con bò không ạ? Anh bao nhiêu tuổi? Dạ 19. 20 năm trước, nhà anh đã có một cái máy như vậy đấy. So this is the end of today's episode. Until next time.